Như vậy là các trận đấu ở lượt trận thứ hai của vòng bảng Euro đã khép lại. Và hôm qua cũng là buổi tối cuối cùng mà quý vị có thể theo dõi các trận đấu vào khung giờ là 8 giờ tối. Các trận đấu ở Euro lúc này sẽ diễn ra vào hai khung giờ thôi, đó là 11 giờ đêm và 2 giờ sáng ngày hôm sau. Rạng sáng ngày mai thì đội chủ nhà Đức sẽ hướng tới thành tích toàn thắng ở vòng đấu bảng. Đội tuyển Đức đã chắc chắn giành quyền đi tiếp với 6 điểm sau 2 trận đấu, còn đối thủ là đội tuyển Thụy Sĩ cũng đã có 4 điểm. Vì thế một trận hòa là đủ để hai đội cùng đi tiếp và đội tuyển Đức có thể giữ vị trí nhất bảng. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann vẫn muốn rằng ông có thể đưa ra sân đội hình tốt nhất ở trận đấu này để duy trì nhịp độ thi đấu cho các cầu thủ. Đội tuyển Đức sẽ không thể sớm xác định được đối thủ ở vòng 1/8 do thi đấu trước. Hiện tại có 4 cầu thủ của đội chủ nhà đã nhận một thẻ vàng và có thể bị treo giò ở vòng knockout nếu nhận thêm thẻ ở trận đấu gặp đội tuyển Thụy Sĩ. Đó là Jonathan Tah, Maximilian Mislintat, Antonio Rudiger và Robert Andrich. Hai trận đấu cuối cùng của bảng A giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Thụy Sĩ hay là đội tuyển Scotland gặp đội tuyển Hungary đều sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng mai và được đài truyền Việt Nam tường thuật trực tiếp trên hai kênh VTV2 và VTV3. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Trận hòa giữa hai đội tuyển Pháp và Hà Lan đã nhận được rất nhiều những ý kiến trái chiều và đây cũng là tâm điểm của các trang báo thể thao lớn trên thế giới số ra ngày hôm nay. Trang thể thao nổi tiếng của nước Pháp L'Équipe số ra ngày hôm nay đã bày tỏ sự thất vọng lớn với những gì mà các cầu thủ của đội tuyển Pháp đã trải qua trong trận đấu với đội tuyển Hà Lan cùng dòng tít. Đã chẳng có điều gì đến ở trận đấu vừa qua cả, khi cả hai đội bóng đã không ghi được bàn nào trên sân và đội tuyển Pháp cũng trở nên tầm thường khi không có Mbappe trong đội hình. Còn chuyên mục thể thao trên trang France 24 cũng đã chia sẻ ý kiến trên với bài viết có dòng tít: Đội tuyển Pháp và đội tuyển Hà Lan đã trình diễn một trận đấu bế tắc nhất kể từ đầu giải đấu khi Mbappe không được vào sân. Đây cũng là nhận định chung của hàng loạt những trang tin tức lớn khác như ESPN với bài viết chia sẻ quan điểm rằng đội tuyển Pháp đang quá phụ thuộc vào Mbappe trên hàng tấn công và đó là lý do chính khiến họ bị đội tuyển Hà Lan cầm hòa ở trận đấu vừa qua. Trước đó, trang Eurosport cũng đã có bài viết nhắc tới nhiều hơn tình huống bàn thắng không được công nhận của Xavi Simon và nhận định rằng đội tuyển Hà Lan mới thực sự là đội bóng tạo ra dấu ấn nhiều hơn ở trận đấu vừa qua. Còn chuyên mục thể thao của tờ The Guardian đã có bài viết chia sẻ rằng kết quả hòa không bàn thắng giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Hà Lan là điều hoàn toàn hợp lý với những gì mà cả hai đội đã thể hiện ở trận đấu vừa qua. Thưa quý vị, tới rạng sáng ngày mai theo giờ Việt Nam, lượt trận thứ 3 của vòng bảng UEFA Euro 2024 sẽ bắt đầu được diễn ra với hai cặp đấu tại bảng A. Ở bảng đấu này thì đội tuyển Đức đã sớm giành quyền góp mặt tại vòng 16 đội với hai trận thắng liên tiếp và tấm vé còn lại để trực tiếp giành suất góp mặt tại vòng đấu knockout đang được nghiêng về đội tuyển Thụy Sĩ, những người là chính đối thủ của đội tuyển Đức ở trận đấu sắp tới đây, và hãy cùng xem là cả hai đội bóng này đã có sự chuẩn bị như thế nào. Với 4 điểm có được sau hai lượt trận tại vòng bảng của Euro 2024, đội tuyển Thụy Sĩ đang giành lợi thế lớn trong cuộc đua giành quyền đi tiếp sau vòng bảng với đội tuyển Scotland. Khi mà chỉ cần không để thua trước đội tuyển Đức ở lượt trận cuối cùng, đội bóng của huấn luyện viên Murat Yakin sẽ chắc chắn có tấm vé góp mặt tại vòng sau mà không cần quan tâm tới kết quả của trận đấu giữa đội tuyển Scotland và đội tuyển Hungary. Còn nếu giành chiến thắng, đội tuyển Thụy Sĩ sẽ là đội bóng dẫn đầu tại bảng A sau 3 lượt trận. Bên cạnh đó, lợi thế về mặt chỉ số phụ trước đội tuyển Scotland cũng sẽ giúp đội tuyển Thụy Sĩ có thêm phần tự tin về cơ hội đi tiếp, ngay cả khi họ để thua ở lượt trận cuối cùng. Ở trận đấu còn lại tại bảng A thì đội tuyển Scotland dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên nếu như lách qua được khe cửa hẹp ở trận đấu cuối cùng với đội tuyển Hungary, Andrew Robertson và các đồng đội sẽ có thể trở thành những cầu thủ đầu tiên đưa bóng đá Scotland vượt qua được vòng bảng của một kỳ Euro trong lịch sử. Ngày hội bóng đá châu Âu sẽ mở màn tại thành phố Munich, nước Đức. 51 trận cầu đỉnh cao với những ngôi sao sáng chói. Trận chung kết sẽ diễn ra tại đây ngày 15 tháng 7. Những đêm không ngủ với toàn bộ 51 trận đấu trực tiếp trên các kênh sóng của VTV. Bình luận trường quay đặc sắc và các chương trình đồng hành sôi động. Nước Đức đã sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Trọn vẹn cảm xúc vòng chung kết UEFA Euro 2024 trên VTV.
Song song với khoảng thời gian mà vòng chung kết Euro 2024 được diễn ra, thì Copa America 2024 cũng đã được khởi tranh. Và trong một mùa hè bóng đá đầy sôi động như thế này, người hâm mộ bóng đá sẽ được theo dõi trận chung kết của hai giải đấu lớn trong cùng một ngày và thậm chí là chỉ cách nhau có vài tiếng đồng hồ mà thôi. Chính xác là trận chung kết Euro 2024 và Copa America sẽ diễn ra cùng ngày và chỉ cách nhau đúng 5 giờ đồng hồ. Tính theo giờ Việt Nam, trận chung kết Euro diễn ra vào 2 giờ sáng ngày 15 tháng 7 và sau đó 5 tiếng, trái bóng của trận chung kết Copa America sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ sáng ngày 15 tháng 7. Các nhà tổ chức của hai giải bóng đá hàng đầu cấp đội tuyển của châu Âu và Nam Mỹ đã sắp xếp để ngày 15 tháng 7 theo giờ Việt Nam sẽ là một ngày tràn ngập bóng đá đỉnh cao với người hâm mộ thế giới. Sự chênh lệch múi giờ giữa Mỹ, quốc gia đăng cai Copa America 2024 và Đức, nước chủ nhà của Euro 2024 sẽ khiến hai trận chung kết không diễn ra cùng một lúc. Vâng, trận đấu vừa rồi thì Ronaldo không ghi bàn nhưng mà đường kiến tạo của anh thậm chí còn được ca ngợi nhiều hơn cả một bàn thắng nữa. Nó chính xác là cách mà một thủ lĩnh đích thực cần phải làm, hy sinh cái tôi của bản thân và đặt lợi ích của đội bóng lên trên hết. Tình cảm của người hâm mộ dành cho siêu sao này vì thế cũng trở nên lớn, lớn tới mức mà có tới 4 cổ động viên sẵn sàng lao xuống sân để xin một kiểu ảnh cùng với thần tượng. Hãy cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam về những cổ động viên may mắn này. Đây là các tình nguyện viên vác cờ cho đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận. Khi đi vác hơi nặng, nhưng lúc về thì ai cũng vui. Chưa bao giờ tôi được ở gần Ronaldo đến vậy. Tim tôi bây giờ vẫn đập thình thịch này. Đó là thần tượng của tôi. May mắn nhất chính là cậu bé có cái gan lớn này vượt qua hàng rào bảo vệ để gặp và selfie với siêu sao Ronaldo. Thấy cậu bé này thành công, ba cổ động viên khác cũng lần lượt làm theo. Nhưng không phải ai cũng may mắn như trường hợp đầu tiên. Bảo vệ đã rút kinh nghiệm và lập tức lôi ra ngoài. Dù không thành công, nhưng họ vẫn được các cổ động viên trên khán đài tán thưởng cho sự dũng cảm của mình. Còn những ai nhẫn nại thì có thể chờ sau trận 2 tiếng, dõi theo chiếc xe buýt kín bưng chờ thần tượng Ronaldo ra về. Dù chẳng thấy mặt Ronaldo đâu, nhưng cũng thỏa sự mong chờ.